thực hiện kế hoạch HP22 của Giám đốc Công an thành phố. Vừa qua, lực lượng HP22 Công an quận Ngô Quyền đã phối hợp với đội cảnh sát hình sự, đội cảnh sát điều tra kinh tế, ma túy, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Ngô Quyền và Công an phường Lạch Tray đã tiến hành vây giáp, kiểm tra hành chính địa bàn trọng điểm, khu vực công viên An Biên, Hồ Quần Ngựa thuộc địa bàn phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền. Tổ công tác đã phát hiện, tổ chức quây giáp bắt quả tang 43 đối tượng đang có hành vi đánh bạc, đánh ủ ăn tiền tại bãi cỏ khu vực Hồ An Biên. Tang vật thu được 30 bộ bài tú lơ khơ, hơn 100 ghế nhựa, bàn nhựa và hơn 23 triệu đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tạm giữ 58 phương tiện các loại của các đối tượng đánh bạc. Tại cơ quan công an quận Ngô Quyền đã xác định 43 đối tượng có hành vi cùng lúc đánh bạc tại 27 chiếu bạc trong khu vực trên. Trong đó có 41 người đánh bạc và 2 người tổ chức đánh bạc. Hiện đội cảnh sát hình sự công an quận Ngô Quyền đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.